Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các đệ. Bây giờ là 9 giờ 30 mấy phút rồi ấy. 9 giờ 30 phút hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2023. Mời các sư phụ cùng các huynh đệ ly chè xanh để cho tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Mỹ đài Sony 710SC. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc là 2.080.000 đồng. Và người thượng đế đã Trần Văn chốt cái chiếc đài này, chiếc Mỹ đài này, ở địa chỉ đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum này, Kon Tum City. Đây là mã số của đơn hàng. Nhà cung cấp là Khang Audio 1861. Chỉ còn có một số phút nữa thôi, một số giờ nữa thôi là sẽ coi như là lên đường. Ở đây thì ngài thượng đế ngài Trần Văn chốt thêm 10 cuốn băng loại băng cụ tổ Maxen UD2 100.000 đồng một cuốn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Ở trong này nữa này. Đấy, 10 này và 11. Thì ngài mua có 10 cuốn băng thôi. Thế nhưng mà mình xin phép mình bán đài thì mình tặng ngài một cuốn băng. Thế nhưng mà mình tặng cái loại băng Sony HF90 chứ không phải tặng băng cụ tổ, nói thế cho nó rõ văn nét nhá. Thế là ở trong ấy là 11 cuốn băng, thì có 10 cuốn là ngài ấy mua, thế còn một cuốn là mình tặng. Thế còn dây nguồn thì ngài vui lòng về là mở cái nắp pin ra là dây nguồn để ở trong cái đấy nhá, để đóng vào thùng xốp mới đét lên đẹp. Còn bây giờ xin thưa tới các sư phụ cùng các huynh đệ, giới thiệu tới mọi người một chiếc âm ly nghe nhạc và hát karaoke hay, thóc thì lại rất chi là êm dịu. Âm ly này là âm ly Zinton, có model là BA9200. Này, cái này nó có hai màu, một là cái màu trắng, hai là cái màu đen. Thì cái này là cái màu đen nhé, còn cái màu trắng thì năm thì mười hoa hàng năm mới mua được một chiếc thôi. Đấy, thế nhưng mà về âm sắc thì nó như nhau, âm sắc thì nó như nhau. Đấy, nhưng chỉ có cái là nó khác nhau là màu trắng và màu đen thôi nhá. Này, đấy, chiếc âm ly này được tích hợp thêm bộ equalizer này, bộ equalizer, một cái lọc xì thu nhỏ. Ở đây mỗi một bên là có 10 cần chỉnh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, thế mà nghe nhạc mà lại có equalizer, có lọc xì đấy, thì mọi người biết rồi, âm thanh của nó, bát chép của nó rõ nét lắm. Đấy, ở đây người ta thiết kế cái công tắc để làm gì, để những ai mà không thích dùng cái bộ equalizer này thì ấn cái công tắc này ra, thế còn ấn vào là kích hoạt cái bộ equalizer này nó hoạt động nhá. Đấy, con này hát karaoke thì miễn bàn vì lại được trang bị IC huyền thoại M50195. Đấy, con này ăn điện 220V, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Một đôi loa với đường kính 30cm hay còn gọi là 3 tấc, gọi theo cách tính của mấy anh thợ mộc ấy là tấc ấy, thì nó đánh cho tơi bời khói lửa nhá, tơi bời khói lửa. Âm thanh thì nghe thì sướng đời rồi, tại vì âm thanh chạy qua lọc xì mà. Đấy, này, tất cả các chiếc áp và công tắc thì đã được thay mới. Bộ ở đây, bộ này thay chiếc áp bi hết, chiếc áp bi, còn ngoài là ra là chiếc áp trơn bình thường nhá. Đấy, nhưng mà chiếc áp là thay mới hết rồi. Đây này, kể cả hai cái cổng của đường mic này này, đấy, hai cái jack này cũng thay mới hết rồi. Đấy, bây giờ vào bên trong đây này. Đấy, đây là cái bộ equalizer thu nhỏ này, này chạy 24 con IC lớn và 2 IC bé. Đấy, đấy, con LA bao nhiêu thì chữ nó bé quá chả nhìn thấy. Keo này là keo nguyên bản của nhà sản xuất cái ta đổ này, rất chỉ là cẩn thận này, nguyên bản của nhà sản xuất. Echo huyền thoại đây này, M50195 đây này. Echo này mà hát karaoke thì thôi, còn chỉ phải bàn nữa này. Âm ly Zinton này là âm ly của công ty điện tử Phúc Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất này. Đấy, M50195 này, bo zin của Phúc Lộc này, keo của người ta đổ đây này, này zin đấy nhá, rất chi là gọn gàng.
Còn đây là bo nguồn, bốn con tụ lọc nguồn. Đây, sờ vào đây vẫn bằng ngàn chặn, bốn tụ lọc nguồn. Hai con đèn ổn áp để cấp cho mạch tiền khuếch đại, cũng được trang bị tỏa nhiệt. Đây là âm ly này, người ta thiết kế rất chi là kỹ lưỡng. Hay nói cách khác là hàng này là hàng high quality, chất lượng cao. Đây là biến áp nguồn, Zinter này, có điện tử phúc lọc này, điện tử phúc lọc này. Thì lâu rồi không giới thiệu âm ly, nên là hôm nay giới thiệu âm ly thì nhắc lại với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Người xưa người ta thường chơi bộ tam đa để nó có một cái hy vọng, đó là gì ạ? Bộ tam đa là phúc, lộc và thọ. Có phúc có lộc mà yểu thì đấy là một cái điều không ai thích cả, không ai mong muốn cả, đúng không ạ? Thậm chí còn nói là một điều tối kỵ. Thế thì ta mua cái âm ly phúc lộc rồi, ta phải mua thêm cái lọ, cái hộp sữa ông thọ về ta ăn hết. Thì cái hộp sữa ông thọ ta để bên cạnh, mà để lên chốc luôn. Thế nhưng nhớ phải rửa chứ không kiến nó vâu rồi nhá. Đấy, nhớ phải rửa sạch sẽ đấy, xong là phơi khô, xong rồi để cái hộp sữa ông thọ lên chốc cái âm ly này. Tạm thời như vậy là cũng thành bộ phúc lộc thọ, tại vì âm ly này nó chỉ là âm ly phúc lộc thôi nhá. Đấy, nó còn thiếu thọ nữa, để ta bổ sung vào đấy để cho nó đủ bộ là phúc lộc thọ. Âm ly này là âm ly 12 sò, thì một vế công suất là có 6 sò, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sò. Đấy, cái con sò này là con này là con gì đây? Con D1047 và con B817 đây. Đấy, D1047 nhá và B817. Mạch đẹp không? Thì mạch zin bao giờ cũng thế, nó đẹp nha. Đấy, sang bên đây, đây cái mạch công suất bên này, này mạch nào cũng còn zin hết, chả có mạch nào sửa cả, cứ an tâm chơi thôi, không phải suy nghĩ gì cả. Cái keo này nhà sản xuất người ta đổ chứ không phải mình đổ đâu. Mỗi bên 6 con âm ly 12 sò đấy, chưa đạp thay mới đẹp đẹp đây. Đấy, ở dưới kia là master và music, ở dưới kia là master và music, music. Còn ở đây là hai cái mạch mic này, hai mạch mic này, đấy, hai mạch mic này, hai mạch mic này. Ở đây, đây này. Zin EAC. Ở đây cái bo này là bo zin của cái âm ly này đấy nhá. Bo này là bo zin chứ không phải là bo thay ở đâu vào cả. Thế nhưng mà không hiểu làm sao mà tất cả cái bo này nhá. Thì nó cái màu vàng đấy, mà cái này thì nó lại là cái màu nó nâu nâu. Đấy. Bo zin đấy nhá, chứ chả đào đâu ra cái equalizer này để thay vào cái âm ly này đâu. Đây này. À. Đấy. Xem cả dưới này này. À. Đấy, zin của cái hãng này đấy nhá, chứ đừng buôn nói là bỏ khác màu, mày phải giải thích ngay và luôn đây, giải thích ngay và luôn. Zin của cái âm ly này nó là như thế đấy. Ở đằng sau thì cái bộ rắc này thay mới hết rồi, thay mới hết rồi, sáng loáng, cầu chữ U thay mới hết rồi. Zin tơn này, BA9200 này. Đấy, sử dụng 12 domino công suất ra bàn nhá. Bộ ốc này đã kiểm tra rồi, bộ ốc này kiểm tra là còn rất chi là tốt. Đây là nắp của nó đây này, nắp của nó đây. Đây là mặt dưới của cái âm ly này đây. Đây mặt dưới của âm ly này. Đấy. Thì cái video này là giới thiệu thôi. Thế còn đương nhiên là có đồng chí nào mà Trần Văn chốt thì mình sẽ test. Đấy, còn nếu mà không có đồng chí nào Trần Văn chốt thì cái thời gian để làm việc khác nhá. Khi nào có thời có đồng chí nào Trần Văn chốt thì mới test. Nhưng đang làm cái đài cho Thượng Đế ở phố biển Nha Trang. Bây giờ thôi xin phép dừng clip ở đây cho nó đẹp. Trân trọng cảm ơn các đồng chí.
Chào thân ái. Trước khi suýt nữa thì quên, chưa già đã lú được cái bệnh của người có tuổi. Mong các đồng chí cũng thông quan cảm cho, ai cũng thế thôi nhá. Cũng sẽ có mà một lúc nào đó rồi lại như cứ nhớ nhớ quên quên, không lại quên quên nhưng lại nhớ nhớ nhá. Chữ âm ly zin toan. Có một đèn BA 9200 này. Âm ly này 12 con sò than. Tên của con sò là B817 và D1047. Echo huyền thoại M50195. Trở kháng từ 40 ohm, chơi tốt loa với đường kính bát 30 cm, đang hoạt động rất chi là tốt và âm ly này còn nguyên bản. Ngày hôm nay mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, một mức thóc mang thay cái lời cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Đã được phần mềm chuyển đổi từ thóc sang tiền Việt, đó là 1.080.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng clip ở đây. Bán nguyên cái boy echo 500.000 đồng nha. Anh chưa nói là còn nguồn còn này nọ các loại cái chai vân vân mà không phải lo lắng một cái gì cả vì âm ly này nó còn nguyên bản nhá. Anh nghe nghe nhạc và hát karaoke thì thuộc quả về bản. 1.080.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Trân trọng cảm ơn, chào thân ái, xin chào.